gọi đồ ăn thả ga nha. Hôm nay tao sẽ trả tiền, cho nên tụi bay đừng có sợ gì hết. Gọi đồ ăn nhiều vô. Dạ, có không đó? Nay bạn tôi tốt dữ vậy ta. Trời ơi, hiếm lắm nha. Ý, nhưng mà tin không được không trời. Trời, cái con nhỏ này, mày nghĩ sao vậy? Chẳng lẽ bạn bè bao lâu nay có một chầu mà tao bao không được? Tụi bay cũng bao cho tao nhiều rồi mà. Trời ơi, đã dữ vậy. Mà cũng cảm ơn nha. Thôi, vậy tụi tao gọi món, không có ngại ngần gì đâu á. Nhưng mà mày nhớ là phải trả tiền nữa nha chưa? Rồi, tao nói là tao bao, tụi bay cứ ăn đi. Tao vừa mới trúng số 50 triệu. Trời, trúng số 50 triệu luôn á hả? Vậy thì tụi này ăn thả ga, không phải ngại gì rồi. Kêu đi mẹ ơi. Lâu lâu á, được con Len á, nó bao cho. Ngu gì mà không ăn. Trời ơi, no quá. Thôi, bây giờ tụi mình chưa tính tiền được rồi đó. Trời ơi, sao tự nhiên tao đau bụng quá vậy nè bay. Ôi, chết rồi, không được rồi. Tao phải đi về trước. Tao về trước tao đi khám. Không là tao to đó. Thôi hai đứa bay ở lại về sau nha. Nha, tao đau quá. Ê, nè. Tiền trả chầu này sao? Ơ, con nhỏ này. Xong rồi, lại bị nó nổ nữa. Cái tính nó không bao giờ bỏ mà. Sao mà nổ gì nổ dữ vậy? Bày đặt trúng số 50 triệu nữa chứ. Chẳng qua 50 triệu cái này hả? Không biết tới 1 triệu chưa nữa. Chẳng lẽ nó không bao được. Con này nó nổ chắc luôn nè. Chán thiệt, cũng may là tụi mình chưa có gọi nhiều. Không là ăn cho hết rồi còn gì. Lần sau không bao giờ tin lời nó nữa mà. Wow, xe bà mới mua đẹp quá ta. Mình là con gái, mình chạy chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh này cũng được nè ha. Thích ghê á, chắc tôi cũng phải sắm chiếc giống vậy. Ừ, hôm nay tôi mới mua xe, cho nên tôi rủ bà ra đây để rửa xe nè. Tôi tính là không rủ con Len rồi, nhưng mà nghĩ lại á, bạn bè, thôi kệ. Thôi kệ nó đi mẹ ơi, tính nó nào giờ vậy rồi, trách làm gì? Hello hai bạn, tôi tới rồi nè. Tôi vô ghế tôi ngồi cái. Trời ơi, lần trước tôi thật sự xin lỗi hai bà nha. Tôi đau bụng quá cho nên là hả? Hay là để... Thôi được rồi, tụi này trả được ha. Tôi không cần bà trả đâu. Được rồi, hôm nay bà Thảo bà rửa xe mới, cho nên để bà khao. Ừ, đúng rồi, hôm nay tôi mua xe mới cho nên tôi sẽ khao chầu này ha. À, thì ra là bà Thảo mua xe mới hả? Vậy là phải ăn hoành tráng rồi ha. Thôi để đợt sau hả, tôi dắt mấy bà qua nhà hàng ăn nha. Tôi mới mở một cái nhà hàng to lắm, nằm ở cái địa chỉ đó. Lát rồi tôi cho địa chỉ, hai bà qua bên đó ăn nha. Trời, bà mở nhà hàng lúc nào sao hay biết, tôi không biết gì nè. Đúng rồi, trời đất, bạn bè mà mở nhà hàng không nói luôn tao. Trời, thì giờ tôi nói nè. Đó, cho nên là tôi mời bà hai bà qua nhà hàng tôi ăn nha. Đảm bảo ngon cực kỳ. Tôi bận quá, mới mở mà, bao nhiêu việc cho nên là tôi chưa có báo hai bà. Bây giờ tôi mời hai bà qua đó ăn, rồi tôi bao được chưa? Chà, đã, được đó. Thôi gọi món đi nha. Chà, chiếc xe này đẹp nhỉ. Trông thật là ngầu. Không biết chừng nào mình mới mua được cái chiếc xe này đi ta. Ôi, xe đẹp quá đi. Ủa, Lan, bà đứng đây chi vậy? Làm cái gì đứng ở đây vậy? À, thì tôi đứng đây tôi đi mua một chút đồ á mà. Ủa, mà xe ai đây? Đẹp quá ha. Trời đất, không biết hả? Bà thấy tôi đứng đây không? Tôi đứng đây nè. Tôi đứng đây thì bà nghĩ coi, đứng đây thì xe của ai? Xe của tôi đó, bà thấy được không? Ngầu không? Tôi mới sắm. Trời ơi, mua xe là phải mua xe như thế này mới ngầu. Chứ mua xe như bà Thảo thì chạy làm gì? Ai, mưa gió không có che được. Ủa, chứ xe này của bà cũng có che được đâu. Nhưng mà nó sang hơn. Tuy là không có che được nhưng mà nó sang hơn nhiều lắm nha. Mà bà sướng thiệt ha. Mua xe hoành tráng vậy luôn á. Đã thiệt, không biết khi nào tôi mới mua được nữa. Mà thôi, trễ rồi tôi về đây. Mà bà nè, nhớ ghé qua nhà hàng tôi ăn nha. Bà không nhắc xíu thì tôi quên. Nhớ mà, ngày mai tôi sẽ ghé. Thôi, bây giờ tôi đi về đây. Còn cơm nước cho chồng con cho con nữa. Ôi giời. Trời ơi, cái con nhỏ này sao mà dễ lừa dữ vậy. Thôi kệ, lâu lâu mình nổ với nó một hai lần cũng đâu có sao đâu. Công nhận cái xe này nó đẹp dữ vậy trời. Không biết là xe của ai đây. Ủa, sao bà chưa về nữa? À, tôi quên. Tôi quay lại để hỏi địa chỉ nha. Cái địa chỉ hôm bữa bà đưa, tôi quăng nó mất tiêu rồi. Bà cho lại địa chỉ nhà hàng đi. Dạ, hai chị ơi, hai chị làm ơn tránh ra một bên cho em lấy xe ạ. Cái cậu này, xe gì? Xe này là của bạn tôi mà. Gì vậy? Hai cô có nhầm lẫn không? Đây là xe tôi. Phiền hai cô tránh ra.
Được được rồi, để tụi tôi tránh ra. Trời đất, mày lại nổ nữa, làm tao quê với người ta gì đâu luôn vậy đó. Tao vẫn vui xíu thôi mà, có ở đâu làm gì căng dữ vậy. Trời ơi, sao mà mày ăn no mày nổ hoài vậy hả trời. Tao sợ mày luôn á, làm tao có tưởng đâu là xe của mày thiệt không. Thôi, tao về đây. Cái thằng cha này, tối nào có đúng lúc gì hết trơn. Để mày lấy dây với nó một xíu nữa. Wow, cái nhà hàng mày cũng đẹp quá ha. Đúng rồi, công nhận bà giàu thiệt cha. Nhà hàng cũng sang chảnh, chắc là đồ ăn ở đây mắc lắm đúng không? Cũng thường thôi, thì tất nhiên là phải mắc rồi. Tại vì không gian quán, sang chảnh cho nên là đồ ăn thì nó phải mắc hơn một xíu thôi. Thôi bây giờ mấy bà gọi món đi. Được. Ủa, Lan, em có thấy con bé quản lý đâu không ạ? Nó đi đâu làm sao mà tôi biết được. Hỏi gì? Sau này em nói chuyện với anh kiểu gì vậy? Nó kia rồi. Ủa, ai vậy bà? À, là cái thằng con của cái ông chủ mà cho tao thuê cái mặt bằng đây đây nè. Trời ơi, nó ỷ nó giàu có, nó không hách lắm. Thôi kệ nó đi, ăn đi. À, thì ra là vậy. Không hách hả? Nhìn nó chuyện với ghét ha. Ủa Lan, cái bàn bên kia khách đang xong rồi. Tại sao em không qua đó dọn dẹp đi? Rồi khách sao vô, làm gì có chỗ để ăn hả? Mà em ngồi đây vậy? Nè Lan, mày sao vậy? Mày là chủ cái cửa hàng này mà mày để anh ta nói chuyện với mày kiểu như là sai vặt vậy hả? Cái gì? Em nói sao cơ chứ? Em nói cô ta chính là chủ cái nhà hàng này hả? Thật là mất cười. Nè cái anh kia, anh là cái gì mà anh dám lớn tiếng sai bảo bạn tôi hả? Dù gì thì cô ấy cũng là chủ ở đây, anh chỉ là người cho thuê mặt bằng thôi. Tại sao anh lại dám ăn nói hống hách với bạn tôi như vậy hả? Thôi hai cậu im đi. Cái gì? Ủa Lan, chuyện này là sao vậy em? Em biến thành chủ cái nhà hàng này từ khi nào mà anh không biết vậy? Dạ. Nè, để tôi nói cho mấy cô rõ ha. Cái nhà hàng này là nhà hàng của tôi. Cô ấy là nhân viên phục vụ ở đây. Lần trước cô ấy tới đây ăn và đã không mang đủ tiền, mà còn kêu rất là nhiều món. Cho nên cô ấy phải ở lại đây để làm nhân viên phục vụ cho đến khi trả hết nợ thì thôi. Cô cũng hay quá đó Lan, hình như là cô không có muốn trả nợ nữa thì phải. Dạ sếp, xem sếp tha cho em với. Em cái gì? Tại sao sao mà mày nổ với tụi tao hoài vậy hả? Trời ơi Lan ơi là Lan, mày làm tao mất mặt với người ta quá đi. Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi, mày làm tụi tao xấu hổ quá. Vậy mà tao cứ tưởng. Thôi tụi mình đi về. Lần sau đừng bao giờ rủ hai với tao đi ăn cái gì nữa nha. Không, bây giờ tao sẽ trả một nửa số tiền, còn lại mày tự trả đi. Thiệt là bạn mới trả bè, nổ gì mà nổ thấy ớt. Ê nè. Ê đúng rồi đó, thôi tao cũng đi về đây. Thiệt tình, công nhận cô cũng hay lắm rồi. Làm việc thì không làm việc, lười biếng đã vậy còn vô đây nói dối nói xạo để lừa người khác. Cô á, tốt nhất là lo làm việc cho đàng hoàng, còn không á thì cô đừng có trách tôi nha. Không, dạ sếp em biết rồi. Thế ra và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau nha.